Xin chào các bạn, chúng ta sẽ đi đến phần thứ hai của phần làm số cái. Phần này cũng khá là hay. Chúng ta sẽ bắt đầu làm công thức cho hai cái ô F20 và R20. Đây là dòng số dư đầu kỳ. Chúng ta ở cái ô F20 thì chúng ta chỉ làm công thức đơn giản là bằng lấy số liệu ở trên cái ô F12 này. Cách đơn giản như vậy thôi. Đó. Tương tự bên có cũng vậy, chúng ta chỉ bằng lấy số liệu số dư ở cái ô R12. Đó. Sau đó chúng ta sẽ gõ cái dòng là số dư số phát sinh trong kỳ. Hay là chính xác nó là số phát sinh tháng 1 đấy. Số phát sinh tháng 1. Rồi thì ở cái dòng chỗ này, ở những cái ô này chúng ta không làm công thức mà chúng ta sẽ bắt đầu làm công thức cho dòng này, dòng 22 này. Rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu ở ô R22, chúng ta sẽ lấy số tiền bên có trước. Phát sinh bên có khi nào, ví dụ như chúng ta ở bên này, chúng ta sẽ bắt đầu cái số phát sinh của chúng ta từ ở dòng số 10. Phát sinh bên có khi cái tài khoản ở ô R10 đây nó bằng cái tài khoản mà chúng ta muốn in ra ở ô Y9 thì số tiền của nó sẽ là bằng bằng cái ô Y10 bên xích chứng từ ghi sổ ở đây. Cho nên chúng ta sẽ sử dụng cái hàm F để chúng ta đưa ra cái nhận định rằng F10 bằng Y9 thì cái số tiền ở ô R22 này sẽ là bằng Y10 ở bên sheet chứng từ ghi sổ. Đó. Chúng ta sẽ thực hành công thức này khá là đơn giản. Chúng ta sử dụng hàm if sau đó qua chứng từ ghi sổ FR10 bằng qua lại số cái bằng Y9. Ô Y9 này chúng ta sẽ cố định lại bằng cách bấm F4 để khi chúng ta kéo công thức xuống thì cái ô Y9 này nó được cố định cái giá trị mà chúng ta cái tài khoản mà chúng ta muốn in ra, giá trị giao tiền này nó sẽ không thể bị thay đổi. Sau đó chúng ta bấm dấu phải, chúng ta qua lại cái sheet chứng từ ghi sổ và click vào cái ô Y10 để lấy số tiền. Nếu R10 OR10 là cái tài khoản ở OR10 đây bằng cái tài khoản mà chúng ta muốn in số cái ra ở ô Y9 ở bên xích số cái thì số tiền của nó sẽ bằng cái ô Y10 đây. Còn ngược lại thì chúng ta cái số tiền của nó sẽ bằng 0. Có nghĩa là cái ô R10 tài khoản này nó khác cái tài khoản ở ô Y9. Chúng ta đóng ngoặc lại là bấm Enter. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại công thức này thì được khớp chưa hay đúng chưa. Ở đây là tài khoản có 511. Có 511. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn cái tài khoản 511 xem có số nó có ra số tiền đúng không. May quá nó ra rồi. Đó. Đây tài khoản 511 số tiền là 2.999.051 đồng. Ở đây nó ra chính xác rồi. Đó. Ở cái ô tiếp theo là ô F22 là số tiền phát sinh bên nợ. Thì để làm số tiền cái công thức này chúng ta cũng sử dụng cái hàm if tương tự như vậy. Chúng ta gõ hàm bằng if và sau đó qua list chứng từ ghi sổ. Tài khoản bên nợ thì tài khoản cấp 1 là ở bên cục F này và bắt đầu từ cái dòng số 10. Chúng ta sẽ bấm click vào ô F10. Nếu tài khoản ở ô F10 này mà bằng tài khoản ở ô Y10. Ô Y10. Ở đây chúng ta sẽ bấm F4 để cố định lại. Mục đích là để copy công thức xuống thì nó cũng không bị chạy cái ô Y9 ở đây. Đó. Thì cái số tiền phát sinh bên nợ sẽ là bằng cái ô Y10 ở đây. Nếu cái sheet ô F10 ở bên chứng từ ghi sổ bằng ô Y10 ở bên cái sheet số cái, có nghĩa là tài khoản ở ô F10 này nó bằng cái tài khoản ở ô Y9 ở bên số cái thì cái số tiền phát sinh
sẽ là phát sinh bên nợ sẽ bằng cái OI y 10 ở đây, OI 10 ở đây. Chúng ta làm chưa xong công thức cho nên nó bỏ nó rồi. Đó, thì số tiền nó sẽ bằng cái OI 10 ở đây. Còn ngược lại, nếu cái OF 10 này, tài khoản OF 10 này nó khác cái tài khoản ở OI 9 thì số tiền của nó chúng ta cho nó bằng bằng 0. Chúng ta enter. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại, chúng ta xem tài khoản bên nợ ở đây là tài khoản 131 và phát sinh là 2 triệu số tiền ở đây. Chúng ta sẽ chọn cái tài khoản mình ta muốn in ra là 131, xem thử số tiền đúng chưa. Như vậy ở đây chúng ta thấy công thức số tiền của chúng ta lên đã chính xác rồi. Như vậy là chúng ta đã xong cái phần công thức cho hai cái dòng đầu tiên, hai cái ô đầu tiên này. Chúng ta chỉ cần làm công thức cho một cái dòng này thôi, rồi sau đó chúng ta sẽ copy xuống ở phần tiếp theo. Ở phần tiếp theo thì sẽ được hướng dẫn cái phần này. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua một cái phần công thức quan trọng khác, đó là cái số hiệu tài khoản lớn. Số hiệu tài khoản lớn là như thế nào? Ví dụ như ở đây chúng ta thấy phát sinh bên nợ này. Phát sinh bên nợ tài khoản 131 thì tài khoản đối ứng của nó là sẽ là tài khoản ở bên có. Chúng ta sẽ lấy tài khoản bên có, tài khoản chi tiết luôn, đó là ở bên cục khác. Đó. Nếu phát sinh bên nợ thì tài khoản đối ứng của nó sẽ là ở bên có bên này. Còn nếu tài khoản đây là phát sinh bên có thì tài khoản đối ứng của nó sẽ là bên bên nợ bên cục E. Đó. Thì chúng ta sẽ làm cái công thức cũng đơn giản thôi, cũng sử dụng hàm if. Ở đây là phát sinh bên nợ, chúng ta sử dụng hàm if này. If chúng ta đặt ra cái giả thiết đầu tiên là nếu tài khoản này ở OF 10 này bằng cái OI y 9, tức là phát sinh bên nợ ở đây, chúng ta nhớ bấm F4 của ở OI 9 lại cho cố định cái OI 9. Đó. Thì tài khoản ứng của nó lúc này sẽ là tài khoản bên cục khác ở đây. Đó là một cái giả thiết. Giả thiết đầu tiên, tôi xin nhắc lại cái là giả thiết đầu tiên là chúng ta nếu bên cái tài khoản OF F10 này bằng tài khoản ở OI9 thì tài khoản đối ứng của nó sẽ là bằng tài khoản đối ứng, tài khoản của nó đối ứng cái tài khoản đối ứng của nó sẽ là ở OH H10. Chúng ta sẽ đặt tiếp một cái giả thiết tiếp theo. Chúng ta bấm dấu phải và bấm hàm if. If bây giờ chúng ta sẽ đặt cái giả thiết tiếp theo, nếu là cái dòng ở đó là phát sinh bên bên có, nếu là phát sinh bên có là tức là tài khoản R10 này nó bằng OI9, bằng tài khoản ở OI9. Lưu ý chúng ta bấm F4 để cố định cái OI9 lại. Chúng ta bấm dấu phải. Chúng ta qua lại xét chứng từ ghi sổ. Nếu tài khoản ở OR10 này mà bằng tài khoản ở OI9 thì tài khoản đối ứng của nó sẽ là tài khoản bên nợ ở OE10 ở đây. Đó. Chúng ta bấm phím phải. Rồi. Chúng ta đã giả thiết ra hai cái trường hợp. Hai cái giả thiết như vậy. Còn những cái trường hợp khác thì chúng ta sẽ cho nó đánh là dấu phải, có nghĩa là cái tài khoản đối ứng của bên cái xích số cái của chúng ta sẽ là một cái ô trống. Chúng ta đóng ngoặc lại. Lưu ý ở đây chúng ta đóng hai dấu ngoặc, tại vì ở đây chúng ta sử dụng hai hàm if thì cuối cùng chúng ta sẽ đánh sử dụng là hai cái dấu ngoặc đóng lại. Chúng ta enter. Đó. Thì các bạn thấy rằng chúng ta đang in, ví dụ như ở đây chúng ta đang in cái số cái là tài khoản 131. 131. 131 ở đây cái dòng này nó phát sinh là bên nợ này, thì tài khoản đối ứng của nó là sẽ là tài khoản ở ô đây. OHH10 đây. Đó. Rồi chúng ta ví dụ ngược lại, ở đây là bên có tài khoản 511 thì chúng ta sẽ chọn là tài khoản bên có 511. Đó. 511 thì tài khoản đối ứng của nó lúc này là sẽ là ngược lại là tài khoản nợ 1311 Taki. Đó. Đây nè. Đó chúng ta nhìn vô đây nè. Đó là bên có tài khoản 511 thì đối ứng của nó sẽ là bên nợ bên này. Đó. Rồi. Như vậy cái phần bài học của chúng ta ở phần 2 này thì chúng ta sẽ dừng lại ở công thức này, và chúng ta sẽ đi tiếp theo ở clip tiếp theo.